Chào mừng các bạn trở lại với một tập khác của Game 3. Tôi là Ellie và hôm nay tôi sẽ đánh giá về Zin. Trò chơi vị trí tiềm năng mà bạn sẽ sở hữu và theo dõi một loạt các cửa hàng để tham gia vào trận chiến. Phần thưởng là phi thuyền. Tôi chỉ giải quyết những việc bình thường, xem xét tất cả các khía cạnh của dự án và trả lời các câu hỏi. Đó là trò chơi đáng chơi và đầu tư tiền của bạn. Hãy cùng tìm hiểu trong video này. Một chút thông tin về dự án này. Citaso là một entity hệ sinh thái Gamma Alpha dựa trên chuỗi BNB, phát triển bởi Gamber Legacy, Ủy ban Chính phủ và Gambi Valabasi. Trò chơi tích hợp các loại trò chơi khác nhau và phá vỡ rào cản được tìm thấy giữa các trò chơi bằng cách cho phép người chơi sử dụng cùng một nhân vật để vào sắc Metaverse. Vì vậy bạn có thể thấy rằng đội tầm nhìn và sứ mệnh là tạo ra toàn bộ Metaverse khác nhau về cách trò chơi. Không chỉ là một trò chơi NFT như nhiều trò chơi khác, để mở rộng ứng dụng của NFT, một Metaverse nơi các game thủ có thể được mời tham gia và cùng nhau xây dựng tương lai của NFT. Đó là tôi là một tầm nhìn thực sự đầy tham vọng từ đội. Và tôi thực sự ấn tượng và hy vọng vào tương lai của Citasakosi Metaverse. Họ đã thiết lập một tầm nhìn tốt với trò chơi, nhưng ngay bây giờ chúng ta cần xem xét sự tiến bộ của chúng. Vì vậy ngay bây giờ Sasser đã phát hành trò chơi. Các chiến binh Sasser, họ cũng sẽ phát hành tất cả các trò chơi như Sasser Clan, bắt đầu đua xe. Nhưng hiện tại chúng tôi chỉ tập trung vào các chiến binh. Đồ họa đối với tôi trong trò chơi này là khá tốt để chơi, không ấn tượng với tôi so với các trò chơi khác. Lối chơi thực sự đơn giản, một chiến lược chiến đấu. Tương tự như AC Finity, không nói giống hệt nhau. Vì vậy một chút chi tiết của trò chơi, người chơi được tự do chiến đấu với 3 loại cửa hàng của các loài khác nhau và với các kỹ năng khác nhau. Như một thuật ngữ một trò chơi, người chơi có thể bắt đầu với 6 thẻ kỹ năng và chúng tôi được phát ngẫu nhiên 3 thẻ kỹ năng. Trong mỗi lượt sử dụng thẻ kỹ năng sẽ tốn điểm, năng lượng. Ban đầu là 3 trong số và sau đó tăng thêm 2 với mỗi lượt. Các trò chơi trông thực sự thú vị vì bạn sẽ giúp tích cực chơi trò chơi, không phải một số trò chơi sắp xếp tự động ngoài kia. Candor tương tự như XC, nếu các bạn là bậc thầy của XC Infinity, tôi nghĩ bạn có thể rút ra trò chơi này khá dễ dàng. Hơn nữa, Citasakosi cũng khác nhau về nhiều hình thức với hệ thống trục riêng, làm cho mỗi ngôi sao trong trò chơi này trông hoàn toàn độc đáo so với những người khác. Họ đang tìm kiếm cổ điển từ hổ đến cá voi, khác nhau về ngôi sao cơ bản của họ, bao gồm cả tốc độ sức khỏe, ngôi sao thưởng cho kỹ năng và đạo đức. Cũng có đến các bộ phận cơ thể bị bệnh và mỗi người trong số họ phải đối mặt với nhiều thành phần khác nhau. Từ cơ GC trái tim tôi đến mái tóc đỏ, bạn có thể thấy bất cứ điều gì bạn muốn. Tôi không thể nói với mọi người trong số họ. Do đó chương trình Insin trông thực sự độc đáo và có nó khi full so với những người khác. Tôi nghĩ đó cũng là cách một chú thích có. Nó phải là duy nhất. Cái gì đúng đối với tôi nhiều nhất có lẽ là thiết kế của họ. Hệ thống chia sẻ lợi nhuận cho người chơi để xem một cộng đồng người chơi mạnh mẽ hơn nhiều. Vì người giới thiệu hàng đầu sẽ nhận được Hero làm lại từ BNBC và Chibonacci Token với một loại thuốc cụ thể gắn liền với những đóng góp của họ. Phần thưởng thực sự rất lớn. Mà bạn có thể thấy, người đứng đầu ngay bây giờ có thể kiếm được tới 1.200 Chibonacci Token với giá hiện tại là 12.000 đô la mỗi tháng, thật điên rồ. Tất cả bên cạnh chơi trò chơi để nhận phần thưởng. Nếu bạn cảm thấy tự tin về dự án, bạn có thể trở thành một CTK vì bạn sẽ nhận được một sự thúc đẩy 70% cho các giao dịch miễn phí trên thị trường. Nó chắc chắn rẻ hơn, nhưng mã thông báo sử dụng khoảng thời gian đến mức cao, thực thể xếp hạng cao hơn. Chúng tôi cũng chảy vào nhóm tiền thưởng thứ hai. Bạn có thể tạm dừng và đọc thêm thông tin. Trong bức tranh này, tôi không có nhiều thời gian để thể hiện, nhưng thành thật mà nói, phần thưởng tôi tìm thấy từ việc đặt cược rất sinh lợi. Nhưng hãy tự bảo đảm trước khi đầu tư nhé. Với dự án chơi game, điều đó mang lại cho chúng tôi rất nhiều hệ thống kiếm tiền như thế này. Họ có thể là một cái gì đó lớn đúng không? Tiếc là nhóm ngay bây giờ là ẩn danh. Bạn sẽ không tìm thấy bất kỳ thông tin cụ thể về họ trên trang web. Tôi nên đọc một chút từ mục tiêu của họ. Anh rằng họ có kinh nghiệm làm việc trong ban ăn. Ubi sắp một trong những nhà xuất bản lừa đảo lớn nhất thế giới. Google tên sân giống như một công ty cực kỳ lớn. Chúng tôi không bao giờ biết nếu nó là sự thật. Nhưng có lẽ tôi nghĩ đó là sự thật. Đã nhận được đầu tư chiến lược từ Banan Lab. Anh ấy có một may mắn với BNB, thay đổi và bán các sản phẩm trên Banan NFT CEO. Tôi nghĩ họ cần phải có một mối quan hệ thực sự thân thiết với Banan để có tất cả những thứ này. Ngoài Banan, chúng tôi cũng có những thủ đô đùa cờ sụp đổ thú vị khác. Tôi không thấy nhiều nổi bật như vậy. Tiếp tục,
chúng ta sẽ xem xét các tàu cần nắm ít bởi nhiều bơ lê sơ khác. Trong trò chơi, họ có hai mã thông báo chip an AC và C. Nhân ba chữ C đi vào và mã thông báo họ sẽ sử dụng để đặt cược. Và dựa trên thuốc, bạn sẽ có quyền bỏ phiếu từ chối. Bạn cũng sẽ phải sử dụng chip an AC để CN tắt cá mập để có được một con cá mập được xếp hạng cao hơn. Vương quốc Anh của chip an AC trông thực sự rất ít, nhưng một điều đặc biệt là lịch phát hành. Vì họ đã thiết kế một thuật toán để phát hành chip an AC, token dựa trên doanh thu hàng tháng của họ, cụ thể là thu thập để kiếm mệnh giá, với tới 61% tổng nguồn cung. Thực sự là phần thưởng khi chơi trò chơi, bi là vào số lượng phát hành. Chúng tôi phụ thuộc vào doanh thu hàng tháng, do đó họ có thể phát hành giá trị lâu dài của chip an AC token. Đó là điểm mà nhóm đã gây ấn tượng với tôi. Và như bạn có thể thấy trên biểu đồ, mã thông báo của chip an chưa được thực hiện rất nhiều, vì họ có một con mắt khá đẹp trong biểu đồ. Thậm chí nhìn xa hơn và một điều quan trọng hơn, bạn nên biết là ở đó, lên đến 1,3 triệu mã thông báo của chip an đã được lưu lại, với thời gian khóa trung bình lên đến 3 năm. Điều này có nghĩa là 50% nguồn cung lưu hành hiện tại của chip an AC bây giờ đã bị khóa, như ngoài kia 2 triệu chip an AC token, nhưng 1/2 trong số đó đã bị khóa. Mã thông báo thứ hai là C, đó là mã thông báo in-game với nguồn cung hạn chế. Nhưng ngay cả như vậy nó phải đoàn tụ, cân bằng giữa sản xuất và tiêu dùng. Bên trong trò chơi, như bạn có thể thấy rằng họ đã đốt cháy rất nhiều C, giống như 90% mã thông báo C, nền tảng nhận được từ quý giá sẽ bị đốt cháy. Số lượng mã thông báo C cho dày sắc từ người chơi rằng nền tảng chúng ta thấy cũng sẽ bị đốt cháy. Vì vậy đó là lý do tại sao lợi tức đầu tư của trò chơi này là khá tốt. Từ 40 đến 50 ngày, giá của mã thông báo không bị thổi phồng nhiều. Trong vài tháng qua, một bản cập nhật quan trọng cho các bạn, Phi Thuyền bây giờ đã phát hành trò chơi đầu tiên với tất cả các tính năng, từ giới thiệu P2E đến P2B, và đặt cược hệ thống họ cũng sẽ phát hành lên đến 3 trò chơi nữa trong sơ đồ 2022 để tạo ra toàn bộ Metaverse. Khác hơn thế, tôi cũng sẽ có một loạt trò chơi phát trực tiếp. Trong 2 tuần tới, như bạn có thể thấy ở đây trên màn hình, tôi sẽ chơi trò chơi cho các bạn và cả dạy bạn một số mẹo về cách trở nên tốt hơn trong trò chơi này. Thu nhập chúng tôi bao gồm tất cả như thế nào? Vì vậy các bạn nên tham gia ở đó để gặp tôi trong luồng trực tiếp. Tốt, đó là tất cả những gì tôi muốn hướng dẫn sâu vào dự án này. Với tôi, Phi Thuyền có thể được coi là một dự án chơi game tiềm năng trong dài hạn với một vài người ủng hộ, người đàn ông tài chính và thực sự cơ chế trò chơi thực sự tốt để thưởng cho người chơi. Nhưng họ cũng sẽ nói dối giá. Các bạn nghĩ gì về tất cả những điều này? Chia sẻ ngón chân của bạn trong bình luận xuống bên dưới và chúng ta sẽ thảo luận cùng nhau. Nếu bạn thích video này đừng quên nhấn like và nút đăng ký để cập nhật hàng tuần mới. Tập một lần nữa, tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo và cũng là luồng trực tiếp của tôi trong 2 tuần tới. Cảm ơn bạn.